Dành cho Tiểu Yến Tử nào quý vị ơi, cùng với vũ đoàn Phương Việt. Trời ơi, con dễ thương quá luôn á con ơi. Hùng miếng nha. Dạ. Ừ. Tại vì không có cơ hội hung Triệu Vi thiệt. Y chang đúng không? Anh phải công nhận y chang. Rất là dễ thương, cái nét lém lỉnh tinh nghịch của cô bé Bảo Ngọc rất hợp với cái vai diễn này. Và Lan Phương em cũng rất hợp vai đó Phương ạ. À. Toàn... em toàn vai nó thế nào ấy? Thì người sao chim bao vậy đó em. Xin mời giám khảo Hồng Vân. Em. Dạ. Chị em ngồi dưới kìa. Ai chị? Chị Thúy Nga. Dạ em chào chị. Dạ. Hôm nay có chị đến em mừng quá. Dạ. Thế chị Nga ngồi coi Long Phương diễn mà chị Nga cười khí thế luôn vậy đó ạ. Em cảm ơn chị. Bảo Ngọc biết không, cô Lan Phương á, là ngày hôm nay là một sự hy sinh rất là lớn lao của cô Phương đó. Chứ cô Vân khẳng định với con á, nếu mà trong cái vở mà dựng ở sân khấu á, là cô Phương sẽ giành vai Tiểu Yến Tử. Muôn đời không bao giờ ép cô Phương đóng được Dung Mama, con tin không? Tại Dung Mama là cô Hồng Vân đóng rồi. Đó là sự thật. Rồi chú Nghĩa duyên dáng. Ý chị Vân ở đây đó, khi mà bắt đầu nghe đóng Triệu Vi xong rồi đóng Tiểu Yến Tử đó, là bắt đầu hai chị em ngồi đoán, không biết Lan Phương nó làm cái gì, thì Lên mới nói là chắc là Dung Mama. Chị Vân nó không có đâu. Lan Phương không bao giờ nó đóng cái đó đâu. Tại vì nó thích đẹp không à. Không có thích đâu. Cái này xong rồi khi Đại Nghĩa giới thiệu đóng Dung Mama tôi mới cười đó. Có nghĩa là cô Phương á, là phải thương con lắm và hy sinh rất là nhiều để mà làm nền cho con trong cái tiết mục này.
đó, nhờ cô Lan Phương á làm một Dung Mama quá là kinh khủng. Thành ra là con đứng gần cô Lan Phương con đẹp bật lên luôn á, Bảo Ngọc. Thần thái của con là Tiểu Yến Tử rồi đó. Trời ơi, ở Việt Nam mà có cái phim đó là con đóng vai đó chứ không ai đó. Con thích đóng vai đó không? Dạ thích. Thích hả? Mốt cô Vân ráng để tiền cô Vân dựng cái tuồng này ở sân khấu cô Vân nha. Cô Vân mời con làm Tiểu Yến Tử hoài chịu. Thấy đó. Ai làm được cái vụ hoài trời. Gì vậy? Hết hồn vậy? Chứ gì nữa? Cứ hẻ ai dễ thương cái lụm về sân khấu mình vậy nè. Dạ con cảm ơn cô. Trời, trời ơi. Trời ơi. Ba chào đúng dài luôn á. Trời ơi, ba thông minh quá đi. Chào chi tiết chứ không. Rồi thôi bây giờ chúng ta tiếp tục nghe ban giám khảo góp ý nha. Dạ. Xin mời anh Hoài Linh. Lan Phương đã hy sinh trốn biệt tâm cho tới khi ra nói đúng ba câu nằm xuống hạ. Là hết rồi. Em ở bên trong em có hát phụ bé mấy chữ? Có đúng ba chữ rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Có ba chữ đó, cú niềng là hết rồi. Tôi nghe mà, tôi phân biệt giật giọng nào Bảo Ngọc, giọng nào của cô. Nói chung là cũng dành cái đất diễn cho Bảo Ngọc để cho con diễn với tất cả các cô chú trong vũ đoàn. Và cái diễn của con nó rất là ngộ nghĩnh và nó rất là giống với cô Triệu Vi. Con cứ giữ y chang như hình ảnh của Bảo Ngọc thì sẽ ra Triệu Vi. Và rõ ràng là y như vậy. Dạ con cảm ơn chú Hoài Linh. Chia sẻ. Con xin mời chị Mỹ Linh. Cô Mỹ Linh chốt nhá. Là cô Mỹ Linh hoàn toàn đồng ý với chú Hoài Linh và cô Hồng Vân. Dạ, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Ý cô Mỹ Linh là cô Mỹ Linh cũng khen con y chang giống như là cô Hồng Vân với chú Hoài Linh đã nói vậy đó. Dạ. Chúc mừng con nha. Ô hay rồi, không nín gió cho ngày chị sinh à? Không, em đồng ý mà. Em có đồng ý với chị không? Em đồng ý hoàn toàn với chị và với anh Hoài Linh. Cảm ơn con rất là nhiều nha.